Ông đi xe chi? Đi là đi cỡ sao mà không ngó chừng ai hết vậy? Tôi đi Honda, xe là Honda. Đi mà không thấy thường sao suýt đụng nhầm người ta. Ôi cô bé khó tánh kia ơi, xe của tôi thấy cô nó mừng tôi xin lỗi nhé. Cho mau, ta cùng đi với nhau cho có bạn hai đứa nhé. Thôi đi anh ơi, cho xin đi thôi. Kia nhà tôi tới rồi còn rảnh mời anh lại chơi. Ơi cô bé xinh xinh kia ơi, cho hỏi cầm mấy câu chứ lối nào lên Thủ Đức nè. Ơ cái ông này vô duyên chứ này, xin làm quen cứ xin chứ sao cứ vờ hỏi chi. Thôi thôi em ơi, anh đây xin thua. Thật tình anh muốn quen nên mới vờ hỏi thế. Em ơi cho anh bên em đôi câu. Thôi trời đã tối rồi, mai mốt tụi mình lại gặp nhau. Ơi cô bé khó tánh kia ơi, xe của tôi thấy cô nó mừng tôi xin lỗi nhé. Ơ cái ông này vô duyên chứ này. Gì? Đi thì ông cứ đi chứ sao cứ nhìn người ta. Thôi em đi đâu, đi chỉ cho mau. Ta cùng đi với nhau cho có bạn hai đứa nhé. Thôi đi anh ơi, cho xin đi thôi. Kia nhà tôi tới rồi còn dạy mời anh lại chơi. Ơi cô bé xinh xinh kia ơi, cho hỏi thăm mấy câu chứ lối nào lên Thủ Đức nè. Thôi thôi em ơi, anh đây xin thua. Thật tình anh muốn quen nên mới vờ hỏi thế. Em ơi cho anh bên em đôi câu. Thôi trời đã tối rồi, mai mốt tụi mình lại gặp nhau. Thôi trời đã tối rồi, mai mốt tụi mình lại gặp nhau. Thôi trời đã tối rồi, mai mốt tụi mình lại gặp nhau. Đi là đi cỡ sao mà không ngó chừng ai hết vậy? Tôi đi Honda, xe là Honda. Đi mà không thấy thường sao suýt đụng nhầm người ta. Ôi cô bé khó tánh kia ơi, xe của tôi thấy cô nó mừng tôi xin lỗi nhé. Ơ cái ông này vô duyên chứ này. Sao? Đi thì ông cứ đi chứ sao cứ nhìn người ta. Thôi em đi đâu, đi chỉ cho mau. Ta cùng đi với nhau cho có bạn hai đứa nhé. Thôi đi anh ơi, cho xin đi thôi. Kia nhà tôi tới rồi còn rảnh mời anh lại chơi. Ơi cô bé xinh xinh kia ơi, cho hỏi cầm mấy câu chứ lối nào lên Thủ Đức nè. Ơ cái ông này vô duyên chứ này, xin làm quen cứ xin chứ sao cứ vờ hỏi chi. Thôi thôi em ơi, anh đây xin thua. Thật tình anh muốn quen nên mới vờ hỏi thế. Em ơi cho anh bên em đôi câu. Thôi trời đã tối rồi, mai mốt tụi mình lại gặp nhau.